Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Tin hot gần đây đó là việc mà Nguyễn Xin đấu với lại vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng. Thì không phải là lần đầu tiên mà tôi nhắc đến là cái gia đình này. Đúng không ạ? Nếu mà các bạn đã coi cái kênh này. Tại vì bản thân tôi thì tôi thấy rằng là Di Băng này nó là cái con mà tới bây giờ nó vẫn còn phèn. Cho nên rằng là những cái kiểu nói, những cái kiểu mà khoe của, bản thân tôi đã thấy gọi là phèn rồi. Nhưng mà gần đây thì cái việc mà bóc phốt nó càng lúc càng tăng. Thì khi mà Nguyễn Xin đăng cái bài đầu tiên nhắc về cái việc mà Quốc Phủ cách đây vài năm từng hứa là xây nhà để cho mà người vô gia cư thì ở miễn phí, thì cái mục đích mà đưa những cái bài đó thì theo như Nguyễn Xin là nhằm để mà giống như rằng là lấy cái sự thương cảm của xã hội, từ đó là tăng cái doanh số bán hàng. Thì lý do mà tại sao mà Quốc Vũ lại là một cái tay mà đầu sỏ mà rành tâm lý như vậy? Tại vì hắn là thành viên cấp cao của công ty Lô Hội, là một công ty mà đa cấp thời xưa. Thì các bạn nếu mà vô cái trang web của Lô Hội nha, trang chính thức đây, thì các bạn còn thấy luôn cả cái đơn xin việc chia sẻ cảm nghĩ của Quốc Vũ. Đây, quản lý cấp cao Senior Manager Nguyễn Quốc Vũ, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1978, nghề nghiệp kỹ sư hàng hải. Cách đây 5 năm về trước, tính đến năm 2005, tôi tốt nghiệp trường đại học hàng hải và làm việc cho nhiều công ty vận tải đường biển, vân vân. Bên cạnh đó, tôi còn làm nhiều việc như là kinh doanh may mặc, thiết kế thời trang. Tuy ra trường và làm việc đã lâu nhưng tôi vẫn chưa thấy ổn định và mong muốn là tìm một cái cơ hội thật sự để thay đổi cuộc sống. Cho đến tháng 5 năm 2004, cơ hội đã đến với tôi khi một người đồng nghiệp là chị Võ Thị Phong Thủy giới thiệu tôi đến biết đến tập đoàn FLP là chi nhánh lại Việt Nam. Đó, tên là công ty Lô Hội. Từ lúc đấy tôi chính thức trở thành nhà phân phối của công ty. Do cảm nhận sâu sắc từ sản phẩm và chính sách công ty, tôi tìm thấy tiềm năng của công ty Lô Hội. Đó, và bằng sự nhiệt huyết kinh trì, gắn bó, tôi và các đồng nghiệp đã vượt qua những thời kỳ khó khăn nhất và sau 5 tháng tôi đã đạt được bậc manager. Đó là cấp bậc mà nhà phân phối nào cũng đều quyết tâm đạt được. Ngoài khoản thu nhập ngoài mong đợi cho người thành công, đó tôi còn nhận ra được cái giá trị đích thực, vân vân. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái lời chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Phúc Vũ. Đó, thì không phải rằng là Nguyễn Xin bóc phốt là vô căn cứ, mà là Quốc Vũ những cái hình ảnh bây giờ được đưa lên từ những đoạn video mà hắn lừa hàng trăm người lao động, đa phần là các em sinh viên, vào con đường đa cấp và thường tụ tập ở bên mà cái hẻm chung cư K300 ở bên đường Cộng Hòa. Đó, để rao giảng về những cái giá trị của cái sản phẩm kém chất lượng và khiến cho bao nhiêu người về vay tiền. Đó, bèo thì 50 triệu, 100 triệu để mà mua cái sản phẩm dởm của tụi nó, rồi làm giàu cho tụi nó và rồi tiếp tục là đi lừa người khác. Đó, cho nên từ một thằng là đa cấp đó, tự nhiên đùng một cái trở thành một chuyên gia bất động sản, rồi giàu lên, rồi khoe siêu xe trên mạng. Thì thật sự ra khi mà cái bài đăng đầu tiên của Nguyễn Xin đánh về hai vợ chồng này là tôi đã nhìn ra cái hướng rồi. Tôi có nói rằng là bước đầu tiên là bóc phốt, tức là sẽ làm cho cái dư luận nó sẽ dấy lên hai luồng, một luồng là bảo vệ và một luồng là đả kích. Thì đương nhiên rằng là khi mà đả kích thì bắt đầu họ sẽ đưa ra những cái bằng chứng. Đó, và đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh mà đa cấp ngày xưa sẽ được bới lại. Đó, cũng như rằng là các bạn tìm trên mạng thì bây giờ là cái đoạn, những cái đoạn ghi hình mà con Đoàn Di Băng bây giờ nó càng lúc nó càng bị nói đớt, nó thành người nước ngoài mà. Ngày xưa nó đen đúa, nó chưa phẫu thuật thẩm mỹ thì nó tiếng Việt rành lắm. Cái sau đó nó phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, cho nên hình như là đụng trúng dây thanh quản với lại dây thần kinh á. Cho nên bây giờ nói chuyện theo dạng công chúa. Đó, lúc nào cũng đớt đớt theo dạng em bé vậy đó. À, mình không ngờ rằng là bây giờ các bạn thích những cái sản phẩm vậy luôn á. Đó, cho nên bây giờ là đổi tông. Đó. Thì chính vì vậy là bước đầu tiên sẽ tạo ra hai luồng dư luận. Và đương nhiên rằng là cũng giống như rằng là lúc đó đánh ông Thích Chương Quang. Đó, nó cũng sẽ tách ra hai luồng dư luận.
Và đương nhiên là khi mà các bên mà bắt đầu là bắn căn cứ đó, những cái lời mà đưa những cái bằng chứng, thì chắc chắn là bên bị đánh cũng sẽ đưa ra những cái bằng chứng để phản bác lại. Quả thật là ngay ngày hôm sau là quốc phủ sẽ lên bài nói rằng là anh ta đã làm từ thiện đó, rồi đưa ra những cái hình ảnh là đóng góp cho những cái máy ấm này kia. Bây giờ mới là bước 2 nè. Bước 2 đó nghĩa rằng là khi muốn kết tội ai đó thì phải có nhân chứng và vật chứng. Lý do mà tại sao là vợ chồng quốc vũ làm đa cấp mà chưa bị bắt, đó là tại vì ngày xưa ha, các bạn biết rồi, khi mà tụi nó kiếm tiền, nó có hệ thống thì lúc nào tụi nó cũng lo lót, nó che đậy. Giống như rằng đơn giản rằng là những cái lời mà đưa lên, tiêu cực đưa lên là tụi nó xóa hết. Nó xử lý về mặt truyền thông, nó có một cái đội ngũ xóa hết những cái tin đồn đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đương nhiên cái việc lừa đảo tinh vi. Có nghĩa rằng là thí dụ như tôi nói, bây giờ tôi bán cái cây viết lông 10.000. Tôi dụ các bạn là tôi nói đây là một cây viết thần kỳ, và giống như tôi bỏ bùa, tôi thôi miên các bạn sau đó, mà tôi nói cây viết này trị giá 100.000 các bạn mua. Thì khi các bạn bỏ 100.000 ra mua một cây viết trị giá có 10.000. À, đây là một thỏa thuận mua bán. Một thỏa thuận mua bán. Tôi bán cho anh và anh đồng ý mua với cái giá đó, thì làm sao mà ha, nói rằng là tôi gạt anh được. Đó. Cho nên đây là một cái gọi là thỏa thuận mua bán. Các bạn thấy rồi, bây giờ có những cái chiếc xe cũ đi, đó, mà người ta sưu tầm. À, vậy thì cái chiếc xe giống như chiếc sushi bo đi, cách đây khoảng chừng rằng là 20 năm, có một cái giai đoạn mà chiếc sushi bo nó rẻ thúi, còn có 10 mấy triệu. Đó. Rồi bây giờ mà các bạn bỏ tiền ra mua chiếc sushi bo đời 99 trị giá hơn 200 triệu nếu mà là sang tên được hải quan chính ngạch. Vậy thì một chiếc xe đã ngưng sản xuất từ năm 99 mà bây giờ người ta dọn và tân trang lại bán với giá 200-300 triệu, trong khi cách đây 20 năm nó chỉ có trị giá 15 triệu. Thì khi mà người ta bán cái xe đó với 300 triệu, người ta có ép tôi mua không? Không, tôi có tiền tôi mua. Tại sao? Người ta nói bây giờ nó ngưng sản xuất rồi. Đó, cho nên bây giờ bạn có muốn mua mới cũng được nữa. Và bây giờ nhà nước người ta không cho bạn mà mua sang tên, coi như là mua mới và đăng ký mới. Còn bây giờ tôi bán là chính chủ, tôi sang tên được cho bạn. Cho nên chiếc xe này nó hiếm, nó đắt là vì vậy. Vậy thì bạn muốn mua, bạn bỏ 300 triệu ra. Đúng không? Thì các bạn thấy rằng là cái việc mua bán như vậy nó vẫn diễn ra ầm ầm trên thị trường. Đó. Và khi mà thỏa thuận mua bán đã được là chấp nhận giữa đôi bên, anh đồng ý mua, thì lúc này làm sao gọi đó là lừa đảo? Nếu không là nó bắt hết mấy cửa hàng xe rồi. Thì các bạn phải hiểu rằng là những cái người nạn nhân, người ta không có cái cơ sở để người ta thưa kiện, hay nói đúng ra là người ta không hiểu về luật pháp, và người ta cũng không đủ tiền để mà thuê một luật sư để đấu với tụi nó đến cùng. Tại vì các bạn biết rồi, khi đưa ra tòa, thằng nào mà có tiền hơn thằng đó cũng có cái lợi thế của nó. Đó. Thì chính vì vậy mà cả chục năm tụi nó chưa bị bắt là như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao tới bây giờ mới đưa lên? Tại vì bước thứ hai là bắt đầu đưa ra những bằng chứng. Và quả thật, từ ngày hôm qua đây tôi theo dõi cái trang của Nguyễn Quốc Vũ. Sau khi hắn đưa một số bằng chứng mập mờ về đóng góp cho cái những cái máy ấm tình thương, lập tức các nhân chứng họ lên. Và bây giờ thời đại truyền thông mà, ngày xưa họ đăng trên, thí dụ như nó đăng cái tấm hình lên, họ vô bình luận, anh xạo anh, nó xóa hết. Cho nên bây giờ khi mà Nguyễn Xin là một người nổi tiếng bóc phốt, lập tức các nhân chứng họ cũng đưa lên các trang cá nhân của họ. Và lúc này là cái thời điểm mà tổng hợp bằng chứng. Tại vì có nhân chứng, có vật chứng. Số tiền anh đóng góp vào cái máy ấm tình thương là bao nhiêu? Chỉ có vài tỷ. So với cái doanh thu mà anh lừa, anh đăng cái tin mà cảm động lên mạng, à, thì anh thu về là số tiền còn lớn hơn là nhờ cái doanh thu bán hàng. Lát nữa tôi sẽ nói là tại sao mà cái giới thẩm mỹ và cái giới mỹ phẩm nó kiếm được tiền. Thì bây giờ chính vì vậy số tiền anh thu lại ha, cao hơn. À, rồi anh bỏ ra chích chút xíu ra anh làm từ thiện. Rồi. Lý do mà tại sao trước giờ cái tội mà lừa đảo đa cấp
rồi ngay cả xã hội đen nó mê làm từ thiện. Tại vì tôi có giải thích đây là một mũi tên trúng hai đích. Cái thứ nhất, khi mà làm từ thiện thì các bạn biết rồi, giai cấp công nông, giai cấp lao động, người ta cần lo cho cái bụng của người ta. Vậy thì khi mà người ta được no bụng là đủ, người ta không rảnh để mà suy nghĩ tới các cái khác. Các bạn nhớ nha. Đó. Cái thứ hai là nó tạo ra một cái thế lực để bảo vệ nó. Cho nên rằng là khi mà giống như con nó mất, nó cũng rảnh, nó làm clip, ha, nó lồng nhạc, nó làm cảm động để nó lấy nước mắt của cộng đồng. Và chính vì như vậy mà nó sẽ tạo ra một cái thế lực để bảo vệ. Và khi mà bắt những cái đối tượng mà nổi trên mạng như thế này cũng hơi khó, là tại sao? Nó sẽ gây rối loạn xã hội. Cho nên rằng là khi chưa đúng thời điểm thì không bắt. Đó. Và tung ra một cái đòn quyết định là để chi? Để làm cho cái phe bên nó suy giảm đã. Cho nên cái bước một là bắt đầu là đưa ra cái thông tin để gây mà phân luồng dư luận. Bước hai là đưa ra các bằng chứng để cho tụi nó phải sợ. Và lúc này tụi nó lộ sơ hở. Thì quả thật từ qua đến nay, sau khi bị nhiều nhân chứng bóc phốt, lúc này tên Quốc Vũ không dám lên một cái bài nào mới cả. Ngày hôm qua là hắn lên bài ngay lập tức để phản pháo Nguyễn Xin. Còn suốt nguyên một ngày hôm nay hắn không dám lên. Hắn không dám lên. Vậy thì hắn đang ở cái tư thế phải suy nghĩ. Đó, hắn đang họp bàn với các quân sư làm sao để giải quyết cái tình huống truyền thông này đây. Đó, là các quân sư đang ngồi vắt óc suy nghĩ. Đó, dùng các tuyệt chiêu xử lý truyền thông. À, bịt miệng, nhét tiền, đút tiền, hâm dọa gì đó, chơi đủ hết. Đang ngồi suy nghĩ. Thì trong cái quá trình này thì tụi nó sẽ hoang mang. Đó, và khi tụi nó lộ sơ hở thì lúc này, và cái phe bảo vệ tụi nó bị suy yếu, thì lúc này là bước thứ ba là bắt. Thật sự ra thì nói chung thì ông anh rể tôi thì ông cũng có chơi với lại mấy cái anh công an ở bên cái khu vực của tụi nó, thì cũng nói luôn vợ chồng Quốc Phủ Di Băng tụi nó nợ cũng nhiều lắm. Đó, cho nên nói thẳng là tụi nó cũng nằm trong danh sách theo dõi hết rồi, chứ không phải không. Giờ chỉ có chờ ngày đưa lên đường thôi. Và đó là ba bước nè. Thì tôi nói hiện giờ đang ở bước 2 rồi nè, mình đang đợi cái bước 3 nữa thôi. Rồi bây giờ lý giải mà tại sao mà cái tụi mà mỹ phẩm nó giàu ha. Thì các bạn để ý đi, cái chiêu làm từ thiện của nó rất nhiều người đã làm. Và đương nhiên các bạn nhớ cái vụ Đường Nhuệ mà tôi đã nói không? Một tay chùm giả mang ha, tay chùm xã hội đen đánh người này kia rất giả mang, và cũng là một nhà từ thiện vĩ đại. Đó. Thì cái cách làm giàu của tụi mỹ phẩm vậy. Hiện giờ các bạn chỉ cần có 250 triệu thôi là các bạn có thể đến một cái công ty sản xuất mỹ phẩm. Đó, tức là một cái công ty mà hóa mỹ phẩm. À, nó có sẵn một cái dây chuyền sản xuất, nó có sẵn cả các kỹ sư hóa chất, nó có sẵn công nhân. Và nó là một công ty sản xuất hóa mỹ phẩm. Và đương nhiên rằng là nó có chức năng sản xuất, có nghĩa là nó có chức năng nhập nguyên vật liệu. Mọi thứ của nó đều hợp pháp. Và các bạn cầm 250 triệu, các bạn đến cái công ty này, các bạn yêu cầu là cho các bạn một bộ sản phẩm dưới thương hiệu của các bạn. À, thế là lúc này nó sẽ ra một cái bộ, thí dụ như rằng là dầu gội đầu ha, kem trắng da, rồi đó kem trị mụn, nước rửa phụ khoa là nhiều nhất. Đó. Cho nên không phải rằng là một người đặt cái công ty này mà rất nhiều người. Đó. Vậy thì cô A, cô B gì đó muốn có một cái dòng sản phẩm mang tên mình thì đến cái công ty này đặt cọc tiền, thì lúc này nó sản xuất. Đó. Rồi sau đó là nó in nhãn. À, muốn làm dầu gội đầu Miss A, nước hoa Miss B, kem đánh răng ông C gì đó là được hết. Rồi ha. Thì sau khi mà nó đặt cái lô hàng này về, và các bạn nên nhớ nha, khi mà cái đơn hàng các bạn ký, thí dụ các bạn nói rằng là tôi muốn có 100.000 chai nước rửa Stream, thì lúc này là nó cho các bạn 100.000 chai với thương hiệu các bạn. Thì sau đó là tụi nó sẽ đóng thùng này kia, nó cho lên xe tải. Thì bắt đầu rằng là tụi nó sẽ hê lên mạng. Đó, đang ở kho. Và trong cái quá trình mà sản xuất như vậy đó,
thì nó thuê một cái đội ngũ quay phim. À, nó sẽ thuê và nó vô tận cái xưởng sản xuất của công ty, nó quay và nó xin phép. Thì đương nhiên những cái công ty này nó ăn tiền mà, nó cho phép quay. Và nó quay một cái mảng sản xuất, ví dụ nó đứng gần một cái máy với băng chuyền nào đó. Và các bạn sẽ được thấy một cái dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty mình. Nó nhấn mạnh là công ty mình nha. Để nó bịp thiên hạ rằng là nó có cả một dây chuyền sản xuất hiện đại, tối tân, nó đầu tư đến cỡ đó. Thật ra có 250 triệu. Đó. Chứ không phải rằng là mấy chục tỷ đâu. Nhưng mà người ta, nó sẽ cho người ta thấy nguyên một cái dây chuyền sản xuất. Người ta tưởng đâu nó đại gia, nó đầu tư ghê lắm. Rồi sau đó là khi mà có xe tải về, à xe tải chất hàng. À các bạn ơi, bây giờ là mình đi giao hàng nè. Rồi hôm nay là hàng sẽ về, chưa gì là cháy hàng. Nên nhớ cái câu khẩu hiệu của tụi đa cấp là gì? Cháy hàng, cháy hàng. Đó. Thì cái xe tải này sẽ chạy qua bên cái đại lý là họ hàng nhà nó hả, hay là mấy con ngu ngục ở dưới quê đó. Sau khi nó làm ra truyền thông, nó quay rồi kia kia, nó chạy quảng cáo tưng bừng. Thế là lúc này nó bắt đầu, xe tải nó sẽ dừng ở một cái điểm đến, là một cái gọi là đại lý đó. Thì thế là cái con ngu ngục đó nó sẽ chạy ra rõ xe tải, và đương nhiên nó cũng đăng lên trang nó: các bạn ơi, hôm nay hàng về. À, cái con chủ á thì chạy ra: hôm nay mình xuất hàng đi nè các bạn. Rồi con đại lý: hôm nay hàng về. Rồi thì cũng cái xe tải đó đó nha, chạy qua thằng đại lý này, bỏ xuống thùng. Rồi chạy qua thằng đại lý 2, bỏ xuống thùng. Thằng đại lý 2 cũng vậy: hôm nay mình nhập hàng các bạn ơi. Rồi mở xe tải ra: hàng hôm nay về bao la nha các bạn, bao la. Đó. Rồi sau đó là bắt đầu là những chuỗi ngày ngồi đóng gói. Trời ơi, đơn hàng đi mình không kịp các bạn. Ai đặt hàng xin lỗi các bạn, là cho phép là nếu như mà mình mệt quá, mình hôm nay mình đóng hết cả từ sáng tới tối rồi, cho nên nếu như mà không kịp thì các bạn thông cảm cho mình nha. Con thùng thôi. À, ngày đóng chai, mở kêu đóng sáng tối. Đó. Cho nên rằng là người ta sẽ thấy cái xe tải, tưởng đâu là bỏ hết nguyên cái xe đó xuống, không phải đâu, nhiều khi để có mấy thùng xuống. Sau đó cái xe tải tiếp tục chạy qua đại lý B, đại lý C. Cho nên rằng là con cái xe tải đó chạy nguyên vòng vậy đó. Và đứa nào cũng đăng lên đây hàng về đầy kho các bạn ơi. Rồi. Và đương nhiên sao cháy hàng? Tại vì khi mà cái nhà máy nó đã sản xuất ra một cái đơn hàng, thì đương nhiên nó sẽ nhận cái đơn hàng tiếp theo của người khác. Và trong lúc nó đang lên dây chuyền sản xuất cái đơn khác, thì làm sao nó sản xuất cho bạn? Bạn phải đợi. Cho nên rằng là lúc đó con chủ đâu có hàng đâu, giao nó gọi cháy hàng là đúng rồi, còn gì nữa. Có 100.000 chai nước rửa sợ chim, thôi cho 1.000 chai thôi, 100.000 nhiều quá đó. Thì lúc này nó phải ngồi đợi, khi nào người ta hết sản xuất người ta mới sẽ cái đơn khác thì mới tới đơn nó. Rồi. Cho nên rằng là sự phối hợp mượt mà, thì lúc này cũng vậy, mấy con ở dưới quê cũng đi vào một cái hệ thống, cũng được là tụi nó bày cho cái cách là như vậy, phải lên mạng là nói như là hàng mình bán được lắm đó. Và đương nhiên là lấy nhiều đi chiết khấu nó sẽ nhiều đó, cho nên tụi nó sản xuất thí dụ như cái chai nước rửa sợ chim nó giá mà giá thành luôn á, à, giá xuất xưởng là 10.000, nó hê lên 100.000. Rồi mấy con đại lý lấy nhiều đi tao bớt cho, à, lấy 500 chai đi, bớt còn 70.000. Hả? Lấy 1.000 chai bớt còn 60. Thật ra nó ăn cũng ăn lời bà cố đó chồng. Rồi sau khi mấy con ngu ngục ở dưới quê đó mua về một đống, rồi bán cho hàng xóm mình rửa. À, đó, rửa bao la luôn, thơm phức bát ngát, trắng luôn mà. Nó trắng bóc. Rồi. Tới lúc này thì cái con chủ nó giàu lên. Nó bán hết là cái lô đầu tiên. 250 triệu của nó bây giờ nó lời gấp, các bạn biết là nó ngời gấp 4 gấp 5 lần, bây giờ nó thu về cả tỷ. Vậy thì nó tiếp tục, nó lấy 250 triệu nó lại sản xuất một cái lô 1.000 chai nước rửa sờ chim khác. Ví dụ vậy. Ừ. Rồi lúc này nó còn dư tới 750, nó làm gì? Nó đi mua đất, nó tích lũy, nó đi mua đất, nó đi mua siêu xe, nó chạy để cho người ta biết rằng là nó đang ăn nên làm ra đó. Thì lúc này ha, nó tích lũy nó giàu, sau đó nó tự nó làm cái xưởng sản xuất luôn. Lúc này nó không cần qua thằng kia nó ăn trọn gói cũng có thể, hoặc là nếu nó chưa đủ lực để nó nhập một cái dây chuyền sản xuất mỹ phẩm
thì nó vẫn nhờ cái nhà máy đó sản xuất. Nhưng nó bắt đầu là mua đất, nó xây nhà, xây biệt thự, mua siêu xe, tính ra cũng có mấy tỷ chứ nhiêu. Thế là lúc này mấy con đại lý sẽ tin nó, và đương nhiên nó treo thưởng cho mấy con đại lý rất là cao. Đó, tụi em đại lý, đây là được vinh dự là đây là đại lý bán nhiều hàng nhất khu vực miền Nam. Đấy, trong quý 1 là đại lý này bán tới 20.000 chai nước rửa sờ chim của bên chị. Cho nên rằng là lúc này là nó cho một cái giấy khen, nó tổ chức một cái hội nghị ha, mời tất cả đại lý khu vực miền Nam đến một cái khách sạn, nó thuê một cái hội trường lớn. Thế là hàng trăm con bán nước rửa sờ chim từ tất cả các quận, huyện, tỉnh của khu vực miền Nam kéo về. Hàng trăm con bu vào, mặc đầm dạ hội này kia, đi làm tóc mấy tiếng đồng hồ. Đấy, sau đó là con nào con nấy cũng lộn lẫy trong cái hội trường đấy. Đấy, check-in đủ kiểu. Đấy, em là đại lý ở khu vực Hóc Môn. Đấy, và hôm nay em ngồi kế cái chị đại lý ở khu vực Bình Chánh. Đấy, rồi đại lý ở tỉnh gì đấy. Thế là mấy con đại lý ngồi chụp với nhau một tấm hình. Đó. Rồi, đương nhiên con chủ nó ăn lời khủng khiếp như vậy thì nó cũng sẽ trích một cái phần thưởng cho những cái đại lý, những cái bé xéo lờ của nó. Cảm ơn tất cả các đại lý đã có mặt ngày hôm nay. Và hôm nay chúng tôi xin vinh dự, vinh danh những cái đại lý đã bán hàng nhiều nhất. Và sau đây, mời đại lý ở khu vực gì đấy, đấy, bán được doanh thu quý 1 là 500.000 chai nước rửa sờ chim. Xin mời bạn lên sân khấu. Thế là lúc này rằng là nó trích một cái phần thưởng phải đủ lớn để người ta mê cái đã. Đây, 200 triệu dành cho đại lý đó bán best seller. Thế là như trời ơi, giải thưởng gì ghê vậy, tận 200 triệu lần. Nó lời tới mấy chục tỷ, nó chích 200 triệu là cái đinh gì. Thế cho nên các bạn hiểu rằng là tại sao mà tụi nó sẵn sàng nó bỏ 5 tỷ vào một cái máy ấm tình thương. Tại vì tụi nó có thể thu được cả hàng chục tỷ là thật nhé. Đó, thì lúc này các con đại lý ngồi bên dưới choáng ngợp đó và mê, thế là về phải dốc sức bán được nhiều hàng hơn, dụ được nhiều người hơn. Và với một cái kênh truyền thông tụi nó có cả một cái kênh mà quay clip, quay sản phẩm vân vân đó, và các đại lý nó chỉ cần nó mượn cái clip về nó đăng thôi. Thậm chí rằng là khách hàng đó sử dụng, 1.000 người sử dụng cái chai đó, 100 người bị ghẻ nè, có chỉ có là 50 con là vừa thơm vừa trắng thôi. Thế là nó chụp hình, nó đăng những cái phản hồi của khách hàng lên. Những cái nào người ta chửi là nó xóa hết. Những cái nào mà thí dụ con nào mà đột biến gen á, mà không bị gỡ ghẻ lỡ gì đó, thì nó lấy những cái bình luận nó đưa lên người thật việc thật nha các bạn. Đó, khách hàng khen cái sản phẩm của chúng mình nè. Đó. Thậm chí nhiều khi á, để cho khách hàng tin, nhiều khi nó chụp hình con nhàu nó đưa lên. Đó, nó làm sọc caro mà mờ thôi. Các bạn thấy không, sau một tháng sử dụng nè. Đó, giờ con nhàu trắng dễ sợ trắng luôn. Ai không biết con nhàu gì lên mạng coi. Đó. Thì chính vì vậy mà các bạn sẽ không thấy những cái tin tiêu cực về tụi nó, mà các bạn chỉ thấy những cái hình ảnh, những cái video, những cái lời khen mà thôi. Và đây là cái hình thức gọi là chung của một cái hệ thống mà đa cấp. Trong tất cả các ngành nghề chứ không chỉ mỹ phẩm nha các bạn, các ngành nghề nào cũng vậy, cũng có thể làm được. Đó. Thì chính vì vậy mà tụi nó giàu, giàu khủng khiếp. Còn đối với lại bên mỹ phẩm ha, tôi đang dạy bác sĩ thẩm mỹ, và cũng bác sĩ này cũng là có một cái thẩm mỹ viện riêng, cho nên được cái là bác cũng gọi là thân tình, bác nói tôi nhiều cái. Cho nên bác nói cái nghề này tụi em, thứ nhất tụi em gần như làm chui không, cứ có thanh tra là tụi em phải đóng cửa, không hoạt động được. Làm chui không? Lý do giấy phép là một chuyện, thuế là đóng một kiểu thuế khoáng. Đó, cho nên rằng là kê khai thuế rất là mập mờ là cái nhất. Cái thứ hai là nhập hàng không có chính ngạch. Cho nên bước vô một cái thẩm mỹ viện, cái gì? Nước hoa Pháp hả? Cái gì? Hả? Mỹ phẩm Hàn Quốc hả? Không. Đó, xuất xứ không rõ ràng, không có hóa đơn nhập chính ngạch. Cho nên bác cũng nói tôi, nhiều khi em làm cho những cái thẩm mỹ viện lớn,
Nói thiệt chứ bây giờ chỉ cần là báo tin thôi, chỉ cần là báo tin thôi hả, là đóng cửa luôn. Tức là nếu mà chỉ cần mà thanh tra mà nó đánh á, mà nó đánh trung thực luôn á, là đi luôn. Cho nên bác nói có một cái thẩm mỹ viện kìa, em làm cho nó. Hôm bữa chỉ có một cái chai mỹ phẩm ha, mà không có chứng từ, nó phạt 200 triệu mà phải thương lượng để giảm xuống đó. Cho nên các bạn thấy rằng là hầu hết các thẩm mỹ viện bây giờ là chui, làm chui, và nguồn gốc của mỹ phẩm không rõ ràng, không có hóa đơn chứng từ, cho nên ăn lời khủng khiếp. Và chính vì vậy bác sĩ này mới nói tôi, chính vì bác ở trong nghề, bác nói tụi em là kiếm, nhiều người nghĩ bác sĩ thẩm mỹ giàu lắm, thật sự cái nghề này rất giàu, nhưng mà nếu như mà giống như em là em lo đọc sách, em lo nâng cao cái tay nghề của mình, thì tụi em gọi là có dư giả chút đỉnh, chứ không phải là giàu như nhiều người nghĩ. Còn những đứa giàu là tụi em biết, thí dụ nó lên mạng, nó làm clip, nó chia sẻ ha, là đó là những cái cách để tụi nó PR, chứ còn tụi em không có thời gian để làm như vậy đó. Thì chính vì vậy các bạn phải phân biệt, bác sĩ này là đang học với tôi, và bác nói rất rõ ha, những cái góc tối của cái nghề thẩm mỹ. Cho nên rằng đối với bác, nhiều khi bác nói mua một cái máy, em mới nhập một cái máy, trả góp một cái máy 500 triệu đó, chứ không phải rằng là làm bác sĩ là kiếm tiền tỷ hàng tháng. Rồi nhân viên rồi này nọ chi trả nó có dư, nhưng mà không phải rằng là đến mức mà mua nhà Vinhome, mua siêu xe. Còn nếu như người ta làm được như vậy có nghĩa rằng là có vấn đề, bác nói với tôi như thế. Nhưng bác thừa nhận hầu hết tất cả những cái mỹ phẩm hay là những cái vật dụng sử dụng cho thẩm mỹ viện, hầu hết là sản phẩm không có hóa đơn chứng từ. Và chính bác cũng thừa nhận bây giờ ngay cả bên em cũng là kê khai thuế khoán cho nên rằng là thanh tra xuống là tụi em phải đóng cửa đó. Tức là bác dễ thương lắm, bác thú nhận thật đó. Chứ còn nếu mà gọi là trong sạch hoàn toàn thì gần như không có lời, nếu trong về cái thị trường hiện nay. Thì các bạn phải thông cảm là khi mà các bạn nói chuyện tôi thì các bạn hiểu tôi kinh doanh theo hướng đó, thuế má mọi thứ nó phải rõ ràng. Và bản thân tôi là cái người hiểu, các bạn làm như vậy thì các bạn không cách nào mà giàu nổi nè. Dù các bạn có thể có đông khách hàng nhưng mà thật sự ra các bạn giàu không nổi đâu đó. Thì ở đây tôi cũng nói thêm bản thân tôi nè, nếu bạn nào mà nói rằng là mình cày mà gọi là trâu bò, chính tôi cũng không ngờ mới cách đây hôm kia tôi còn đi tập, tôi rất là khỏe nha. Ngày hôm đó tôi nói với vợ, trời sao anh ăn ngoài đây đói ghê ta. Ngày hôm đó tôi ăn rất dữ, ăn liên tục mà tôi không thấy mà thấy no, tôi lúc nào cũng thấy đói đó. Và chính vì ăn nhiều như vậy cho nên tôi thấy sức mạnh, sức khỏe tôi rất là tốt. Và ngày hôm đó tôi đi tập rất là sung, và cái người tôi có cảm giác là người nó căng lên, nó khỏe đã lắm. Đùng một cái tới chiều tối hôm đó tôi bắt đầu có cái biểu hiện ra mồ hôi nhiều, và toàn thân bắt đầu nó đau. Nó đau lúc đầu là nó chỉ đau tay chân thôi. Sau đó tôi mới nói vợ, hôm nay anh lạ quá, bắt đầu nó đau hết những cái đầu ngón tay, nó như châm chích ngay ở đầu ngón tay, và cái chân nó bị tê nhiều hơn. Tôi nói lạ quá. Sau đó tối hôm đó mà ngủ dậy sáng hôm sau, cơ thể nó đau mạnh, nặng hơn, nó buốt tới đỉnh đầu, tức là nhấn nhấn trên đầu, nó như bị bầm á, toàn thân luôn. Và tới lúc này tôi bị mất sức đó, lúc này tôi bị mất sức. Cho nên rằng là nhìn cái người thì vẫn to nha, gồng lên vẫn có chuột, nhưng mà lúc này mình không làm việc nặng được. Các bạn tin rằng tôi vác cái cây dù á, cái cây dù mà để bán nước á đó. Đó, cái dù cao mà để dù che
chai nắng ở mấy cái quán hàng quán. Thì cái đế là cái đế đúc bê tông, bình thường tôi bưng bình thường, nhưng mà bây giờ tôi bưng rất là nặng. Và mỗi khi tôi phải dùng sức, thậm chí tôi dắt một cái xe, vợ tôi nói trời dắt có cái xe mà mồ hôi ra vậy. Tôi nói không biết. Tôi bắt đầu tôi thở dốc, chỉ có dắt một cái xe thôi mà tôi thở dốc nè, và mồ hôi ra như tắm. Thì tới lúc này tối tôi mới nói vợ cạo gió, anh chắc trúng gió. Thế là vợ cạo gió nói ờ đỏ nè, chắc trúng gió. Tới tối hôm đó về, tôi bắt đầu là tối ngày hôm qua chứ không gì, là tôi về tôi nói tôi thấy trong người hâm hấp, nó giống như là muốn sốt. Thì 37 độ 2 là sốt nhẹ hâm hấp đó, và người bắt đầu là đau nặng nữa nè. Cái tôi chọc vợ tôi nói có nào nằm xong sáng ra thấy tím ngắt, và tôi nói tháng 7 nha, ngồi nói chuyện đi. Thế nói cái tôi mới nói giờ người anh đau quá. Thì cạo gió lần thứ hai, tới lúc này tôi lên mạng tôi mới biết rằng là cơ thể mình bị suy nhược đó, coi là cơ thể mình bị suy nhược. Thì cái biểu hiện suy nhược đó là cái người đang khỏe mạnh bình thường đó, đột ngột bị mỏi, bị nhức toàn thân nha. Đó, thì suy nhược có nghĩa là các bạn chịu áp lực một cái thời gian dài, các bạn ngủ không đủ giấc, các bạn phải vận động quá nhiều thì dẫn đến cơ thể bị suy nhược đó. Thì chính vậy là ngày hôm qua tôi ngủ sớm xíu cho nên tới ngày hôm nay nó bắt đầu đỡ đi, nhưng mà ngày hôm nay tôi vẫn bị thở dốc. Tức là nãy giờ tôi nói chuyện nó cũng hơi mệt rồi ha, và bắt đầu thở, vẫn thở dốc và vẫn ra mồ hôi nhiều đó. Rồi hôm nay tôi đi tập, tại hôm qua là chủ nhật, hôm nay thứ hai tôi làm clip đó để cho mà thứ tư đăng. Thì thường là tôi quay trước khoảng 1-2 ngày, cho nên rằng là tới ngày hôm nay đi tập, chủ nhật nghỉ, thứ hai hôm nay đi tập. Phải nói rằng là ngay khi mình cầm cái cục tạ lên, nó có cảm giác như cái người mình nó bị xé nát ra luôn á, nó đau đó. Thì tôi vẫn cố gắng tôi tập đó, nó hơi yếu hơn so với bình thường, thì cho nên là mình cũng phải nương theo cái sức khỏe, chứ mình không dám cố hết sức, không dám cố. Nhưng tôi nói với các bạn, kể câu chuyện này các bạn nghe để làm gì? Tức là các bạn đừng tự hào về cái mình to con, mình cơ bắp hay là mình khỏe mạnh. Và các bạn đừng tự hào rằng mình là dạng là làm việc mười mấy tiếng mà vẫn trâu bò. Tôi nói đến lúc cơ thể các bạn bị suy nhược, các bạn sẽ hiểu cái cảm giác. Ha. Và giờ tôi mới biết tại sao có những người mà họ ham làm đến mức mà họ bị đột quỵ, ha, ngất xỉu hoặc là ung thư. Nghe đáng sợ không? Cho nên tôi nói ngay cả bản thân tôi là nếu mà bạn gặp thì không phải là tôi nhỏ con, nhưng mà tôi không ngờ tới cái ngày hôm nay tôi bị mất sức đó. Và ai mà gặp tôi buổi sáng mà tôi chỉ cần tôi lau dọn thôi là người như tắm, ướt hết từ trên xuống dưới, mồ hôi nó ra. Thì tôi nói thật chứ, nếu mà các bạn cứ mà ý vào sức khỏe của mình, rồi các bạn cứ sống một cách mà tùy tiện, may mà tôi có tập luyện á, thì tôi nói không biết là các bạn sống được bao lâu thôi. Rồi, cho nên rằng là sau video này tôi rút ra điều, nếu mà bạn nào có coi cái bộ phim mà lên Google gõ tôi cái bộ phim mà chiến binh Warrior nha, bộ phim chiến binh đó, thì cái này là phim dài nhiều tập nè đó, và hiện giờ là nó qua 3 phần, nó có 3 cái season. Thì nó kể về một cái anh chàng người Trung Quốc, anh này qua bên Mỹ về cái thời kỳ mà nước Mỹ nó mới gọi là nó mới cái thời cao bồi luôn á, tức là lúc đó rằng là người người ở châu Âu bắt đầu qua Mỹ đó để mà chiếm đất xây dựng cái sự nghiệp á. Thì lúc đó là người Hoa họ cũng qua và họ xây dựng cái Chinatown, cái phố Hoa, cái phố Tàu. Thì chính vì vậy cái thời điểm đó rằng là cái nạn mà
phân biệt chủng tộc ở bên Mỹ nó vẫn còn rất là lớn. Ha. Đó. Thì các bạn biết rằng là cái nạn mà phân biệt chủng tộc nó kéo dài cho đến tận mà tới kỷ 19. Đó, năm 1800 mấy. Ha. Thì người về sau mà chấm dứt đó là tổng thống Abraham Lincoln. Thì các bạn biết rằng là ở cái giai đoạn đó, nước Mỹ nó vẫn rất là phức tạp. Thì cho nên rằng là cái anh chàng này lúc mà mới qua, do là có võ công, cho nên rằng là tham gia một cái băng nhóm xã hội đen ở phố Tàu. Đó. Thì chính vì vậy mà cái mối liên hệ giữa xã hội đen, chính trị gia, và trong phim này nó bộc lộ rất là rõ. Các bạn phải hiểu rằng là tại sao chính trị gia và người giàu, nói thẳng ra nếu các bạn muốn kết bạn, các bạn đừng kết bạn với cái đám này. Cái miệng tụi nó nói hay lắm, miệng tụi nó nói những điều mà tốt đẹp lắm, nhưng các bạn sẽ vỡ mộng nếu các bạn mà quá tin tụi nó và dựa vào tụi nó. Bản thân tôi cũng không ngờ, ngay cả bạn bè tôi cũng vậy. À, thì khi mà các bạn tiếp xúc với lại cái đám mà làm ăn giàu thì các bạn sẽ hiểu điều này, đừng không tin được tụi nó, tại vì dù các bạn thân với bao nhiêu nó vẫn lừa được các bạn nha. Đừng nghĩ rằng là mình hiểu một người là 5 năm 10 năm, tụi nó vẫn lừa các bạn đó. Đồng tiền nó làm cái thú tính nó nổi lên, cho nên trong cái bộ phim này tôi ấn tượng nhất là những cái câu này. Khi mà một cái anh cảnh sát và một cái anh người Hoa chuyên về tội buôn bán vũ khí, anh này gần như rằng là một cái người mà trung gian cho mọi cái vấn đề mà phi pháp, đây anh cảnh sát mới nói: "Tôi biết anh là cái loại người gì?" Anh Tàu mới hỏi: "Tôi là cái gì?" "Anh là cái loại mà chỉ cần có tiền là cái gì anh cũng bán được, kể cả con anh cũng bán được." Thì lúc này cái anh người Tàu mới nói: "Anh biết gì về tôi? Đồng tiền đúng là nó quan trọng đó, nhưng đồng tiền là để thỏa thuận. Anh ghét tôi ghét anh, nhưng ngày nào chúng ta còn là cộng sự của nhau và chúng ta có thỏa thuận với nhau thì chúng ta vẫn hợp tác với nhau." Cho nên tiền là để thỏa thuận. Tiền có thể biến một người trở thành nô lệ, hoặc là cũng có thể biến một nô lệ trở thành một người làm chủ. Anh ta nói vậy. Cho nên không phải anh ta mê tiền, mà anh ta dùng tiền để thỏa thuận mọi vấn đề. Đó. Muốn bắt một người đi tù hay muốn đưa một người trong tù ra ngoài cũng là tiền. Và cái anh người Tàu này là một người rất thương con nha. Anh ta có một đứa con rơi với là một cô gái điếm, nhưng mà anh ta lại rất thương đứa con của mình, chứ không phải anh ta cái gì cũng bán. Cho nên anh ta mới nói với anh cảnh sát da trắng: "Không phải cái gì anh cũng biết tôi đâu." Thứ hai, khi một cái anh nhà giàu đó, một cái nhà thầu làm cái hệ thống đường sắt ở bên Mỹ, thì các bạn biết rằng nhà thầu mà làm cái hệ thống đường sắt nó giàu lắm nhé. Thì lúc đó một cái anh mà người Ireland đại diện cho đảng lao động nói chuyện với cái anh làm đường sắt, thì anh này mới nói cái bản chất của người giàu, dắt anh này vào một cái bữa tiệc của những người giàu. Thì cái anh người Ireland này là cái tính nóng, và đương nhiên là do xuất thân là dân lao động, cho nên anh này vẫn có một cái tư cách rằng rất là bặm trợn, côn đồ đường phố đó. Thì khi tiếp xúc với cái đám nhà giàu thì cái mấy cái lão nhà giàu mới nói chuyện với anh thật thú vị, lần đầu tiên anh cho nói chuyện với anh cho chúng tôi thấy những cái mới. Thì cái anh Ireland này mới nói: "Đúng, là bởi vì các anh đẻ ra là đã có tiền, còn các anh khác chúng tôi là chúng tôi phải lao động để kiếm tiền." Thế là lúc này cái đám nhà giàu nó đang chưng hửng rồi, tụi nó bắt đầu cười ha 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 ha. Thì cái anh làm đường sắt mới vỗ vai cái anh Ireland: "Thôi mình đi." Thì anh này mới cái anh đường sắt mới nói: "Ở cái thế giới người giàu,
Anh phải hiểu người giàu là họ vì cái lợi ích cá nhân cho họ. Cho nên, hoặc là anh cho họ cái họ muốn, hoặc là anh giúp họ bảo vệ cái mà họ không muốn mất đi, thì anh mới hợp tác được với người giàu. Người giàu vì lợi ích cá nhân. Hoặc anh cho họ cái họ muốn, hoặc anh bảo vệ đó, bảo vệ cái mà họ không muốn mất đi, nhớ nha, thì mới được làm ăn với người giàu. Và đó lý do mà không có cái chuyện mà tình cảm thân thiết ha, tình nghĩa anh em đó, trong sới bạc ha, chúng sanh bình đẳng. Cho nên tôi nói kinh doanh nó cũng giống như bài bạc, nó rất máu lạnh ha, nó có thắng có thua, có người giàu, có người bán hết tất cả đó. Thì đó lý do mà khi mà có những cái vấn đề mà tôi gặp phải, và tôi thấy nó trong những cái bộ phim hay những cái câu chuyện tôi coi, cuộc đời tôi nó có những cái thú vị vậy. Thì nếu các bạn coi cái bộ phim này, có những người coi chỉ thích những cảnh đánh nhau hành động máu me hay là những cảnh sexy ở trong đó. Nhưng nếu các bạn nhìn được những cái mà tôi nhìn và tôi kể vừa rồi, thì các bạn sẽ thấy bộ phim nó phản ánh khá rõ cái bức tranh của xã hội. Người giàu, người nghèo, xã hội đen, giới chính trị. Đó. Và tôi cũng nói với vợ, cái anh chàng nhân vật chính trong phim, một cái người giỏi võ, có cả mưu trí, có cả sự liều lĩnh, nhưng lại là người mà nhiều người muốn giết. Khi anh quá giỏi, người ta có cảm giác anh sẽ lấy được tất cả của người ta. Cho nên sau khi anh giúp họ có cái lợi ích, tới lúc mà anh hết cái lợi ích thì không phải là người ta tha anh đâu, người ta giết anh. Cho nên quá giỏi, quá độc lạ, coi chừng bị mất mạng. Thật sự tôi suy nghĩ về cái điều này. Cuộc đời tôi vì cái tính khí mà tôi mất đi nhiều thứ, mất đi nhiều cơ hội. Cho nên rằng là tôi cũng đang suy nghĩ lựa chọn cuối cùng. Nhưng đương nhiên rằng là cái bản chất của các bạn, tới bây giờ tôi vẫn nói, tôi nói với mẹ, nếu kêu con định một người, nếu kêu con nói với học viên, con dạy cho học viên cái ảo tưởng, hay là kêu con cho một cái điểm ảo, con làm không được hả? Và quả thật cái câu gần đây mà tôi đã từng đọc trong cái video trước, khi mà đôi bên người ta cần cái lợi ích, thì cái anh học viên nó nói tôi, thầy trở thành vật tế thần. Trong đời tôi ba câu mà tôi nghe, thầy giỏi đến mấy thầy cũng không thành công bằng người ta. Thiện ơi, em không làm lớn được đâu, tại vì làm lớn là phải chính vào những cái đen tối. Và câu bây giờ tôi nói, vì lợi ích thầy trở thành vật tế thần. Vậy tôi hỏi các bạn, tới bây giờ tôi được gì? Cho nên giờ tôi không muốn đấu đá nữa, không muốn đấu đá, không muốn tranh giành. Và tôi không muốn rằng là làm quá nhiều đến mức cơ thể mình bị suy nhược. Suy nhược rồi mình cũng đâu lo được cho gia đình mình. Đến nỗi mà có lúc tôi gắt, giống như vợ tôi cũng vậy. À, vợ tôi tắt cái quạt, tôi đang đứng với cái quạt, cái nóng, cái tôi cũng nhằn vợ tôi. Cái vợ tôi nói, làm nói gì cũng căng nhằn. Tới lúc này tôi mới cười, tôi nói, tính ra đó giờ chỉ có em chịu nổi anh á.
Tại vì có những cái cằn nhằn vô lý mà em vẫn nhịn được. Thì tới lúc này vợ tôi mới cười. Thế đó không phải anh không biết, mà là do anh đang mồ hôi anh ra nhiều, trên những cái mặt anh nó dính dính, anh khó chịu lắm. Đó. Thì chính vậy tôi nói, mình có thể rằng là ở ngoài xã hội, nếu so về vật chất mình thua người ta, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái con đường mà tôi lựa chọn, nó sẽ không đưa tôi đến cái cảnh mà của Quốc Vũ và Di Băng bây giờ. Thôi, mình lựa chọn như vậy tốt hơn là tới ngày mà mình bị phốt banh chành, mình nhục mặt với xã hội. Vậy nha, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.